Hôm vừa rồi ấy, là có một số người sẽ hỏi là làm thế nào để cộng tác được với lại Nolo System, làm thế nào để được ứng tuyển trong cái bộ máy của Gen, làm thế nào để trở thành nhân viên Nolo System. Đó. Thì anh cũng có trả lời rất nhiều rồi, thì bộ phận nhân sự cũng như là bộ phận tuyển dụng ấy, quan trọng nhất là cái yếu tố gì trong Cái yếu tố quan trọng nhất là những người đã có kinh nghiệm trong ngành tài chính này, có mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực tài chính. Sau đó là độ tuổi để bước vào cái lĩnh vực tài chính, có kinh nghiệm và độ tuổi đúng kinh nghiệm và độ tuổi. không? À, mọi người sẽ tìm hiểu được là cái nhân sự trong phòng kinh doanh của Nolo System cái năm 2021 này là cái yếu tố về hỗ trợ cho khách hàng và cái thuật ngữ là không để khách hàng thua lỗ là bên mình theo đuổi. Đây là cái quan trọng nhất. Bởi vì càng xuất hiện nhiều mô hình đầu tư thì nhiều mô hình khiến cho các nhà đầu tư tham lam và sẽ bị thua lỗ. Với Gen là cũng trải qua rất nhiều các cái con đường về đầu tư có thua lỗ và hiểu rất sâu sắc về các yếu tố về thua lỗ. Do vậy, đặt ra các chỉ tiêu về hedging, mua và bán cùng lúc đồng thời trên sàn. Do vậy yếu tố đầu tiên trong cái tuyển dụng ấy, một là cái người có đam mê khát khao kiếm tiền, rồi như anh Cường nói là về kinh nghiệm, đấy là đương nhiên rồi, kinh nghiệm nó sẽ giúp cho chúng ta có những mối quan hệ, có những cái xử lý từ chối. Nhưng cái thứ ba là yếu tố cực kỳ quan trọng là khát khao đem lại một giải pháp tài chính an toàn cho khách hàng, đó là khách hàng không bị lỗ. Người ta sẽ phải tìm hiểu, người ta sẽ phải đưa ra các giải pháp để cho khách hàng không bị lỗ. Người ta tìm tòi phương pháp này, người ta tìm tòi phương pháp khác và người ta hướng đến trình bày một cái giải pháp của Gen đưa cho khách hàng. Ba yếu tố này là quan trọng nhất. Vậy một nhân viên cần phải thấm nhuần ba yếu tố đấy, đúng không ạ? Đương nhiên là phải khát khao kiếm tiền rồi. Nhưng kiếm tiền ở trạng thái an toàn, ở trạng thái cung cấp giải pháp no loss cho khách hàng và khẳng định được Gen cung cấp đó. Thứ hai là người có kinh nghiệm, từ kinh nghiệm bắt đầu đưa ra các mối quan hệ xã hội. Và cái thứ ba cuối cùng đó là cái đam mê tìm ra giải pháp. đầu tư là an toàn. Đó, đầu tư là an toàn. Và ba cái yếu tố đấy thì được gói gọn ở những nhân viên có độ tuổi từ 23 đến 25 đến 30, thậm chí là 40, đúng không ạ? Thứ hai là hiểu biết về các cái lĩnh vực và giải pháp tài chính, người ta có thể nói rằng là các giải pháp về bảo hiểm cũng là một giải pháp tài chính an toàn đó. Các vấn đề về hướng tới những cái giải pháp cho khách hàng và cái đam mê đó thì là người ta hướng tới các cái giải pháp phân tích kỹ thuật, biết về chứng khoán, biết về tài chính, học và nghiên cứu về các cái phương pháp làm giàu an toàn, đúng không ạ? Rồi các vấn đề về đầu cơ, đầu tư, những người tức thời với thời sự, tức thời với lại các diễn biến về phái sinh, về hàng hóa, về forex, về chứng khoán rất nhiều, đúng không? Vậy ứng viên phải hội đủ cái đó, nhưng đặc biệt là người ta phải hiểu được người ta đang làm gì, chứ không phải là làm giàu không khó, cũng không phải là một cái trạng thái gì đó mang tính chất là ảo mà nó rất là thực tế, có cơ sở khoa học đó. Thế thì khi khi mà này nếu biết giải thích thích cho cho Việt Việt Anh Anh về về khi mà đưa ra các giải pháp đó thì lập tức là chúng ta bám vào đó để giải thích cho các ứng viên biết nhiệm vụ của họ phải làm gì. Đó. Khi hội đủ các yếu tố đó rồi thì bắt đầu là các dịch vụ. Thì trong nolot.vn ấy là biết được các cái gói của bọn mình rồi. Sau đó là cung cấp cho họ nhiệm vụ phải làm gì, đương nhiên sale là phải tele-sale rồi, marketing rồi, gói dịch vụ đã này gói dịch vụ trên các kênh Facebook, Zalo, càng Amazon, những người web, có cái Zalo tốt, YouTube.
có cái Facebook tốt thì đương nhiên họ sẽ kiếm lợi từ cho chính họ là tốt thôi. Nhưng cái tele sale đấy nó bao gồm rất nhiều, nó bao gồm xử lý từ chối, đúng không? Nó bao gồm khả năng lèo lái, đó, gợi mở các nhu cầu của khách hàng. Bởi vì con người ai cũng mong muốn đầu tư, em mong muốn đầu tư, anh mong muốn đầu tư. Do vậy là từ cái tele sale đấy, người ta không phải bảo là anh đầu tư đi, mà là người ta khơi gợi các nhu cầu của khách hàng trong cái trạng thái an toàn. Ok. Tiếp nữa là cái người là phải hiểu rất sâu sắc được sự so sánh của đầu tư an toàn và đầu tư rủi ro. Cái so sánh rất quan trọng. Thì qua cái video này anh mong muốn được các bạn tiếp nhận các cái câu hỏi của một số ứng viên hỏi rất nhiều về họ mong muốn vào đây để trade. Không phải, không hẳn như vậy, trade nó có đội ngũ riêng rồi. Họ mong muốn được đào tạo, đào tạo là đương nhiên rồi, nhưng mà thông qua các quá trình họ mong muốn được thể hiện tele sale, không phải tele sale mà giàn trải, mà tele sale có cái phương pháp. Họ có mong muốn là xử lý từ chối hay rất nhiều cái khác thì đều phải có. Thì qua cái video này thì anh muốn là bộ phận nhân sự tiếp nhận các ý kiến để khi phỏng vấn tìm ra được ứng viên xuất sắc. Sự phù hợp quan trọng, bởi vì một người phù hợp nó bằng 40 người làm. Tạo cho ứng viên yêu thích công việc của mình, yêu thích, họ hiểu việc, muốn kiếm tiền trong cái lĩnh vực tài chính này. Thì như các bạn biết ấy, thì bây giờ chỉ cần vào Zalo hay Facebook hay là rất nhiều các mạng xã hội khác, chỉ cần nói là muốn kiếm tiền một cái thì nào là BO này, Forex này, đúng không? Máy sinh, quảng cáo, thậm chí casino rất nhiều, đúng không? Nhưng vấn đề chúng ta làm như thế nào để cho nó an toàn, đấy là cái quan trọng, lâu dài, bền vững, đúng không? Có rất nhiều các cái hướng để mà chúng ta đó. Thì hy vọng rằng bộ phận nhân sự sẽ hiểu được điều đấy và có thể giải thích được với khách hàng. Ok, xin cảm ơn.